Ok, xin chào mừng tất cả bác nhá. Xin chào các bác cùng trở về với Kunalo. Và ngày hôm nay thì em có muốn làm một cái video để test cho tất cả các bác muốn tham khảo với cái dòng mic Beyer mà ngày hôm qua em lên video cho tất cả các bác nhá. Để test trực tiếp trên một dàn hệ thống âm thanh ngoài trời, được chưa? Cho các bác cùng thẩm âm cũng như trải nghiệm với cái trước tiên là với bộ mic đây này, mic Beyer em đang cầm trên tay. L1267. Em đang test bộ Beyer Wired nhá, hàng đuôi chuột vì tím tự ngắt. Dạ. Với cái sản phẩm này thì bên em đang bán với cái giá là 2.200.000. Bên em sẽ bao ship. Và đặc biệt là như tất cả bác nếu mà xem video của em rồi thì biết là cái dòng này là có tự ngắt và có cảm biến gia tốc các bác nhá. Có tự ngắt và có cảm biến gia tốc. Đấy, với những cái bộ mic Beyer vì tím này, có tự ngắt này. Ok, bây giờ em sẽ cùng với tất cả bác test một chút karaoke. Để cùng trải nghiệm cái chất âm của thứ nhất là của cái bộ mic này, được chưa? Của cái bộ mic Beyer mà em đang bán này, 2.200.000. Để em chứng minh cho các bác, những ai mà hỏi em là cái mic này có làm sự kiện được không thì em chứng minh cho các bác luôn là mic này có làm được sự kiện các bác nhá. Ok, các bác đi qua vui lòng cho em xin một like, một đăng ký kênh, nút đỏ phía dưới nhá. Sóng bình lớn. Thương trước nụ cười thắm tôi, nhầm ngày thì sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thương này thành câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung đôi, thời gian vàng son ngắn ngồi qua rồi, buồn yên món nợ không vay, chứ cha cho thầy mời đắm áo giấy viết một bàn tay. Hôm qua sao không khắp huyền, bên trong vòng tay âu yếm thấy mình đang vừa trắng quen. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên nói, ngọn nguồn đâu phải do tôi, nỡ sao người ơi. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, cạn chén ly bôi chưa hết giờ. Những chiều mưa đổ mưa lâu, đường khuya một ngõ sơ, mình ba bốn đứa tâm sự đêm. Em chỉ test một chút với cái chất lượng âm thanh nó ra để cho các bác cùng nghe cái chất âm nếu mà hát ngoài trời thì nó như thế nào. Đấy ạ. Đây. Với những cái bộ mic Beyer Wired hàng vì tím. Đấy ạ. Đây em đã lắp trực tiếp trên cái tủ máy nhá. Trên tủ máy để đi làm sự kiện, show sự kiện ở ngoài trời. Với con vang 1080. Được ạ. Với con vang Siso 1080. Đó. Bộ mic này thì các bác có thể đi làm sự kiện thoải mái luôn. Đấy, em bao cho các bác, bao sóng cho vòng 4-50 mét thoải mái luôn. Bởi vì đây em đang thử nghiệm trực tiếp trên một cái hệ thống âm thanh ngoài trời mà em tự lắp đặt lên, được chưa? Em tự lắp đặt lên với hệ thống âm thanh ngoài trời như thế này để thử test cái chất âm của cái bộ mic này. Và cái bộ mic này thì bên em vẫn đang bán với cái giá là 2.200.000 em bao ship. Số lượng thì em không còn nhiều. Thế chính vì vậy cho nên là các bác muốn đặt hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0982 838695 để cùng đặt hàng với cái bộ mic Beyer hàng vì tím với cái nhãn hiệu MySom MS628, được chưa? Với những bộ mic này, ok. Và các bác có thể nhắn tin trực tiếp cho em qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo cho